Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung ương 4 có tạo đà để thay đổi thể chế hay không. Cuộc phá vây của bộ ba hành pháp, lập pháp, tư pháp chỉ thực sự thành công nếu trong kỳ họp Trung ương thứ 4 này, pháp quyền sẽ dần dần thay thế đảng quyền. Phải tôn trọng quy luật thị trường, không được đặt điều lệ đảng lên trên hiến pháp và phải trả lại người dân các quyền hiến định. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam trong kỳ họp Quốc hội vào sáng ngày 5 tháng 4. Và hãy bắt đầu cú hích tạo đà cho quá trình chuyển đổi ngay trong giai đoạn quá độ, vừa sống chung với dịch vừa bắt tay phục hồi sản xuất. Có câu thơ rằng, dịch ơi tao cảm ơn mày, mày như nhát cuốc phơi bày chúng già. Hai câu cảm thán này cùng bài Bi Hải Phú dài hơn 1.240 tờ sẽ trở thành văn hóa dân gian. Nó phản ánh sự yếu kém mọi mặt, từ trình độ quản lý đến nhân cách của đội ngũ công bộc thuộc cấp từ trung ương đến địa phương của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Một loạt các phân tích như bài Những phát lộ đáng sợ, Thủ tướng chuyển bại thành thắng, đổi tên để làm gì, không bỏ lại ai phía sau, vân vân. Với hàng loạt phóng sự dường như gióng chuông cùng vào một thời điểm, như để ghi dấu ấn vào ngày 4 tháng 10, khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Nó như một thảm họa nhân đạo, hàng trăm ngàn người thất nghiệp trong những ngày này vẫn phải tiếp tục tháo chạy khỏi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và rất nhiều tỉnh khác, khiến nhà cầm quyền đang bế tắc, bối rối. Truyền thông trên mạng xã hội, kể cả trên guồng máy tuyên truyền của chế độ cho thấy, công nhân sống nhờ vào các khu công nghiệp hoặc là những người lao động tự do ở Sài Gòn và Bình Dương vẫn phải tiếp tục bỏ chạy. Cuộc bỏ phiếu bằng chân cho thấy người dân đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn vật chất. Khi lệnh phong tỏa xả ra, họ như được tháo cũi sổ lồng, túa ra đường tìm mọi cách về quê luôn. Tiền ăn không có, tiền nhà không có nên chỉ có con đường duy nhất là quay lại cố hương. Đây là hình ảnh người lao động nghèo từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương đồng loạt bỏ và dọn khỏi nhà trọ, trở về quê suốt hơn một tuần vừa qua, rầm rập trên mọi ngả đường. Thói đạo đức giả của chính quyền này là sau 4-5 ngày, hàng triệu người đã tự vượt hàng ngàn cây số để về đến quê, tuy chưa được về nhà, vì có dịch bị cách ly thì chính quyền mới công bố có phương tiện để đưa họ về. Trong khi những người có tiền, nhất là có đô la, thì đảng đã thương xót cho máy bay sang tận nơi để rước đưa về. Đại dịch này đã giết chết gần 20.000 người và con số thật chắc chắn còn cao hơn gấp nhiều lần và tàn phá các cơ sở kinh tế xã hội nặng nề hơn cả thời chiến tranh. Tuy nhiên, đại dịch cũng có công, nó đã làm phát lộ và phơi bày nhiều thứ xấu xa đã bị che lấp của chính quyền. Nhưng qua phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 hoàn toàn không thể biết Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận và đánh giá như thế nào về tình hình phòng chống COVID-19 trong thời gian vừa qua. Một mặt, Đảng cố tình che giấu thực sự bi đát của người dân và doanh nghiệp cũng như cả xã hội. Nhưng mặt khác, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn kêu gọi phải nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá tình hình. Vậy vấn đề sự thật là như thế nào? Ít nhất có 3 sự thật về đại dịch, không biết có được đúc kết trong báo cáo tuyệt mật gửi các đồng chí trung ương đang dự họp hay không. Thứ nhất là chủ trương bao quát về chống dịch bộc lộ sai lầm căn bản vì làm trái với các nguyên lý thị trường tự do. Quy luật dịch tễ hoàn toàn không giống các quy luật xã hội, kinh tế khác. Và liệu Trung ương 4 có dám công khai trước quốc dân nhận định sai lầm của các chủ trương gọi là chống dịch như chống giặc hay không? Đây là hình ảnh rào chắn, chốt chắn ở khắp nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương suốt 4 tháng qua. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã cho quân đội và tăng cường thiết giáp xuống đường. Xem mỗi tỉnh là một vương quốc, mỗi huyện là một pháo đài, mỗi thôn xã là một lô cốt. Và coi chống dịch là cuộc chiến không thắng, không về. Quốc gia hưng thịnh, thất phu hữu trách. Xã hội dân sự góp ý nhiều lần từ hơn nửa năm nay. Thứ hai, chủ trương sai dẫn đến hỗn loạn của hệ thống. Khu vực tư nhân hầu như đã bị loại bỏ khỏi công cuộc chống dịch này. Xã không nghe huyện, huyện không nghe tỉnh, tỉnh không nghe trung ương, đội ngũ thực thi mệnh lệnh vừa bất tuân vừa quân phiệt. Từ công an đến quân đội, từ dân phòng đến dân phố, hành xử như trong thời chiến một cách vô cảm, phi nhân tính, dồn người dân Việt Nam vào đường cùng. Chống dịch mà ngân khố lại trống rỗng, không có quỹ dự phòng nào thay thế cả, chưa thấy có một sáng kiến nào làm kế sâu rễ bền gốc, quy tụ được sức dân,
sau đại dịch này cả. Và tại sao cả thế giới đã bị Covid, vô số nước còn nặng nề hơn tại Việt Nam mà tình cảnh của họ đâu đến nỗi tệ như tại Việt Nam. Tại Thái Lan, ca nhiễm gần gấp đôi, chỉ chết bằng có một nửa. Singapore, ca nhiễm mỗi ngày nếu theo tỷ lệ dân số gấp mấy lần Việt Nam, tỷ lệ chết tới giờ chỉ có 1%. Chưa thấy nước nào hoang loạn trong dân và cả trong chính quyền như ở Việt Nam. Doanh nghiệp FDI, siêu quốc gia Nike đã chuyển một số đơn hàng sang Indonesia, nơi mà tình hình dịch còn căng gấp mấy lần Việt Nam. Căng nhưng họ vẫn làm, vì ở đấy có luật pháp và có trật tự. Tiền đề nào cho thay đổi thể chế đây là câu hỏi mà dư luận cũng được đặt ra, vì đảng đã làm những điều quá ức ức cho người dân. Đây là hình ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển cùng hàng chục tướng lĩnh khác đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu, vân vân. Cuộc chiến giáp La Cà giữa tứ trụ đang che giấu một cuộc chiến khốc liệt khác. Đó là cuộc phá vây của Bộ Tam, chính Huệ Phúc đòi thay đổi thể chế để mỗi nhánh quyền lực phải phát huy tối đa năng lực. Nếu Trung ương 4 có những cuộc thảo luận nghiêm túc và dân chủ trong kỳ họp, thì tiền đề đầu tiên phải rút ra là nguyên nhân của mọi sai lầm là do Việt Nam thiếu một thể chế phù hợp trong quản lý nhà nước và xã hội. Và để có thể xây dựng một thể chế pháp trị thay cho chế độ đảng trị, điều đầu tiên và cương quyết là phải loại bỏ suy nghĩ hồ đồ rằng não trạng lãnh đạo. Tiền đề thứ hai có thể đi đến thay đổi thể chế là gấp rút giải quyết vấn đề nhân lực cho sản xuất. Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhắc nhở tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thì phải thừa nhận việc người dân tháo chạy về quê chính là cuộc bỏ phiếu bằng chân đối với chính sách chống dịch của Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện nay. Và tiền đề thứ ba rất quan trọng là tìm mọi cách khôi phục nguồn tài chính cho các doanh nghiệp trong nước. Đúng ngày khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho xuất bản một bài viết khá công phu, được coi là định hướng chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất và kinh doanh, phục hồi kinh tế sau đại dịch. Cho phép cơ cấu lại những khoản vay, tiếp tục giãn nợ, giảm miễn một số loại thuế, phí, lệ phí và thời gian áp dụng một số quy định gia tăng chi phí cho sản xuất, kinh doanh, giảm lãi suất cho vay mới, bổ sung vốn lưu động để giúp doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu nội địa. Tuy nhiên, nếu trước mắt lập pháp lẫn hành pháp không có những đột phá để khai thác tối đa dư địa chính sách tiền tệ và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ cho những công ty, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ, thì đại kế hoạch của giáo sư Vương Đình Huệ cũng chỉ nằm trên giấy mà thôi. Đây là hình ảnh lần đầu tiên chính quyền thành phố Đà Nẵng đã mở cửa hầm đường bộ Hải Vân cho người đi xe máy về quê ở các tỉnh phía Bắc theo đề nghị của các nhà hoạt động xã hội. Tiền đề thứ tư là tăng cường vai trò của ngoại giao trong giai đoạn bình thường mới. Lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao đã tổ chức một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của tất cả 96 đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện của nước Việt Nam ở nước ngoài để trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phòng chống dịch và góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm. 96 đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phải cập nhật tình hình, triển khai chính sách ngoại giao vaccine, vắt óc ra suy nghĩ mọi kế sách để góp giữ các nhà đầu tư nước ngoài FDI bắt đầu rút chạy khỏi Việt Nam. Tiền đề thứ 5 là cuộc phá vây của Bộ 3 Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp chỉ thực sự thành công nếu sau kỳ họp Trung ương thứ 4, đảng quyền sẽ dần dần được thay thế bằng pháp quyền. Tôn trọng quy luật thị trường, không đặt điều lệ đảng lên trên hiến pháp và trả lại cho người dân có quyền hiến định, đặc biệt là hai quyền hàng đầu là công dân, mọi công dân đều ngang quyền và mọi phương diện và đều bình đẳng trước pháp luật. Và phải có một cuộc cách mạng tư duy nhằm thay đổi não trạng xưa nay để sống chung với dịch và thích ứng với trạng thái bình thường mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đương chức thủ tướng đã từng nói, đi mãi đường cũ thì không thể phát triển. Đúng vậy, không thể đi theo con đường cũ để bước vào một cuộc hành trình mới. Đã có nhiều tiếng kêu ai oán trên mạng xã hội. Đừng hành dân tộc này thêm nữa. Bão ngày mai là gió nổi hôm nay, trời chớp giật ắt đến ngày sét đánh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 10 năm 2021 với bản tin Trung ương 4 có tạo đà để thay đổi thể chế hay không.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.